Toyota Vios là mẫu sedan rất được người dùng ưa chuộng với khả năng vận hành bền bỉ và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, Vios không còn gây ấn tượng về doanh số như trước và còn nhiều lần hụt hơi trước các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City. Vào hồi tháng 5 năm 2023, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu đến khách hàng phiên bản nâng cấp của Toyota Vios. So với phiên bản trước đó, xe được thay đổi thiết kế, thêm trang bị nhưng vẫn giữ nguyên động cơ. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Toyota Vios 2023 đang được giao bán với mức giá 505 triệu. Theo người bán, chiếc xe thuộc phiên bản G cao cấp nhất, ngoại thất màu đen và nội thất màu đen, chỉ số lăn bánh là 10.000 km. Tình trạng phương tiện vẫn còn rất mới. Được biết, giá niêm yết bản G là 592 triệu. Để lăn bánh xe, người dùng sẽ phải tốn một khoản tiền khoảng 680 triệu. Như vậy, người bán đã chấp nhận mức khấu hao khoảng 175 triệu. Cho một chiếc Toyota Vios G mới lăn bánh vỏn vẹn 10.000 km. Ở chiều ngược lại, với những khách hàng không ngại mua xe đã qua sử dụng, thì đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Kích thước tổng thể dài rộng cao là Toyota Vios lần lượt là 4.425mm, 1.730mm, 1.475, chiều dài cơ sở đạt 2.550mm và khoảng sáng gầm xe là 133mm. Ở phiên bản mới nhất, Toyota Vios sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng xuống cản trước, thiết kế góc cạnh hơn hẳn đời cũ. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn bi LED dạng bóng chiếu, đèn sương mù LED, bộ mâm 15 inch thiết kế mới. Bên trong khoang lái, Toyota Vios 2023 có vô lăng bọc da 3 chấu thể thao, cụm đồng hồ Opti-tron với màn hình TFT 4.2 inch, màn hình cảm ứng 9 inch hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, ghế ngồi bọc da màu đen thể thao, cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế thứ hai. Trái tim của Toyota Vios G là khối động cơ xăng có dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Đáng chú ý, Toyota Vios G 2023 được trang bị thêm hai tính năng cho gói an toàn Toyota Safety Sense là cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo va chạm phía trước.